sao mà thấy thấy có vẻ chỉnh chu tinh tơm vậy, làm có mấy cái áo mà phải chạy qua tới xưởng anh mà làm chỉnh kiểu vậy? Cái này bên anh là mắc nhất Việt Nam rồi, sao là qua đây làm gì cho nó mắc? Dạ tại dạo này khách hàng đến cửa hàng cũng nhiều quá, với lại trước giờ mình cũng không có cái áo mà còn phục để mà nói lên cái mà mình thích áo á, cũng làm mấy cái đồng phục nhưng mà nó không được đẹp, với lại là cái độ bền nó kém quá, thành ra là anh em cũng biết nhau rồi, thấy là đủ mình làm mình nói không mình làm thương hiệu rất là lâu đời rồi, chất lượng rất là tốt mà. Đó, thì em muốn đặt cho anh em là cái chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn được mặt khách hàng. Nói chung bên anh này ngoài chuyện, bỏ qua chuyện mà giá bị cao ha, dạ. Tất cả mọi thứ còn lại thì em có thể khi mình tự tin là cái sản phẩm của mình á, khi mà em mặc cái áo đồng phục á thì mọi người sẽ cảm thấy rất là tự tin. Thứ hai là hình ảnh thương hiệu bên em nó được đẩy lên một cái bậc và cái hình ảnh của mình trong mắt khách hàng nó trở nên chuyên nghiệp hơn. Với lại về góc độ mà độ bền thì em có thoải mái em giặt, anh nghĩ là xài 3 năm cũng không sao, giặt 50 lần nó cũng không phải là vấn đề. Không, cái đó là cái mà mình thấy cái bên như anh là rất là tốt, là tại vì bên anh toàn còn là mấy công ty vừa vừa mà mấy cái số lượng ta là cũng nhiều, nhưng mà anh rất là bất ngờ là bên em là chỉ có làm sticker không, mà qua đây làm rồi quan tâm tới chuyện như thế này cho đẹp, thiết kế sao cho đẹp, nhưng như mặt sao áo cho nó mát cái kiểu á, thì quan tâm tới hình ảnh khách hàng thì đó là cái anh cũng mà cũng rất là cao không. Lại cái trời sẽ chơi vậy chứ em ráng đầu tư lắm anh. Anh thấy nè, giờ cái thương hiệu em là em có con slogan là Master Sticker nè, tuy là nhỏ nhưng mà muốn là trong cái lĩnh vực em làm này em sẽ làm một cái đại khái là gọi là chuyên gia đi, chuyên gia trong lĩnh vực sticker. Hai con sticker thì em đọc cuốn sách Người Cũng Đầu Bé Nhỏ chưa? Chưa, nó sao anh? Nói chung là anh nghĩ là em với team nên đọc quyển đó, tại vì cái cách em đang làm nó cũng giống một số cái thương hiệu, một số công ty trong đó, tức là ta không phải là một công ty mà rất là nổi tiếng ai cũng biết, ta không làm gì quá lớn lao, nhưng mà trong lĩnh vực của người ta làm rất là sâu, và trong gì người ta, trong cách của người ta thật sự là người khổng lồ. Thì ở trong đó nó có hai cái, một là nói về cái chuyện là có độ chuyên môn rồi mang lại giải pháp khách hàng, họ làm rất là sâu, rất là tốt. Cái thứ hai là đối với là nhân viên, đối với gia đình của họ, họ định nghĩa là một cái gia đình của họ, họ chăm sóc rất kỹ. Thì có một cái folder ở trong đó, họ chia sẻ là nhiều khi họ phải buộc phải lựa chọn. Rất là nhiều người hỏi tại sao họ không làm lớn ra, với năng lực của họ không thể làm được mà. Thì họ nói là trong cái định hướng làm ăn của họ thì ngoài chuyện mà kiếm tiền ra thì họ còn quan tâm tới cái trải nghiệm và là cái cuộc sống của những người nhân viên của họ trong đó nữa. Thì họ nghĩ là họ giữ quy mô cũng nhỏ cũng tinh để họ có thể chăm sóc được anh em ở trong đó. Thì anh nghĩ đó cũng là một hình mẫu mà em có thể em nghiên cứu, em tìm sự đồng thuận của mọi người trong công ty, cũng là một cái kỹ năng để thực hiện. Không nhất thiết phải trở thành một cái gì rất là lớn và bự, ta có thể trở thành một cái người rất là lớn nhưng mà nó ở trong cái chuyện kia của mình thôi, sâu của mình thôi, không biết là phải trở thành một cái đó là cái mà anh nghĩ là tụi em có thể trong một cái đi theo cái này mà tại em đang đi vô cho là sâu. Hay quá anh, cái đó là em cũng cái thương hiệu của em nó vậy đó, nhưng mà em cũng hơi hay không biết cách nào. Bữa nay nhé, có chân kinh này là học liền. Nói chung là em đọc trước đi, rồi kêu mấy bạn cùng đọc ha. Và hy vọng là lần sau em qua cũng làm những cái áo đó chỉnh chu tinh tơm, về mà số lượng càng ngày nó chị nhiều hơn, cái team của mình đó là càng ngày nó đông hơn, cung cấp được nhiều cái sản phẩm hơn. Rồi chúc em với lại team thành công nha. Cảm ơn anh.